Bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Tiếp tục tô màu nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn về là tô màu. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa với các bạn nha, thì hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều.
Water tại bây giờ mình chơi cho này. Vậy anh không thể trở thành một người khiến em mình em mất đi đầu luôn đi đi cả đầu em mày có để bên này không vậy thì bên này là mình đéo bị đéo là mất được. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cái tôm mỏ nha các bạn. Anh. Khí khô dày vàng này gửi anh nhiều hơi. Anh sẽ ru em bao nhiêu thương miếng dấu. Lại gần anh sẽ ru em bao yêu thương chôn giấu hãy nhé rằng vòng tay anh ngưng em cứ mãi như vậy thì đình ta sẽ chẳng phải ngoài đây đang sáng sớm dài kia đây kìa cái bố mới xịt được tạc rồi ở đây anh sẽ đứng mấy lại mà con dao mới mở cái này cho các mạnh luật nãy giờ lại gậy con bù chạy vừa rồi mẹ. Anh sẽ ru em bao yêu thương trốn giấu. Bây giờ mình đã tôm vào xong nhé các bạn.